Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2018. Chúng tôi và cựu đại sứ Bùi Diễm có dịp để mà trình bày một số vấn đề có liên quan tới đời sống người dân Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump giữ cái vai trò lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà gọi là về vấn đề kinh tế, về vấn đề mậu dịch, về vấn đề y tế. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và cựu đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói rằng là đời sống của người dân là có những cái phúc lợi, thì chính phủ Hoa Kỳ trong 2 năm qua, theo nhận định của ông, thì những cái phúc lợi đó về vấn đề y tế, về vấn đề xã hội, về vấn đề công ăn việc làm, thì cái nhận định của ông như thế nào vậy thưa ông? Thì trước hết, như tôi đã đề cập tới trường hợp của nước Mỹ một cách nói chung trong 2 năm qua, tôi cũng phải trở lại một phần nào về cái bầu không khí chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ do nhiều nghĩa là duyên cớ, nghĩa là trước hết là có cái sự mà tranh giành ảnh hưởng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, nhưng mà đồng thời cũng do những cái lời mà có lẽ nói chỉ trích của ông Trump đối với đảng Dân Chủ, hay là nói chung đối với tất cả những cái gọi là những cái hiện tượng khác trong xã hội Hoa Kỳ, ví dụ như với giới truyền thông chẳng hạn. Thành ra là những cái lời chỉ trích của ông ấy đối với đảng Dân Chủ cũng như là đối với giới truyền thông hay là tất cả những cái người khác mà ông ấy không ưa đó, đã tạo một cái bầu không khí có thể nói là hết sức chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ. Mà riêng cá nhân tôi chưa từng thấy từ trước tới nay, mà tôi cũng đã là cái người được cái dịp may mà trải qua nhiều đời của các ông Tổng thống từ trước đến nay. Thì cái tình trạng trong xã hội Hoa Kỳ lúc này là một cái tình trạng hết sức đặc biệt. Thành thử ra khi mà anh nói đến vấn đề xã hội của nước Mỹ, thì chúng ta cũng phải nói ngay rằng thì là có cái vấn đề gọi là vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho người dân Mỹ mà lúc trước người ta dưới thời ông Obama có một đạo luật mà về sau trở thành một cái tiếng mà người ta nói chung là Obamacare. Thì ngay từ lúc mà ông Trump lên nắm chính quyền ấy, do cái sự mà đối đầu của ông Trump với tất cả những các người mà tiền nhiệm, hay là do cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ông ấy đã cố gắng, ông ấy bãi bỏ cái chương trình Obamacare. Nhưng mà thực sự thì ông ấy cũng thất bại về cái chương trình Obamacare, ông ấy không bãi bỏ được. Mà mãi cho đến những ngày gần đây ấy, mới có một ông tòa ở miền Texas lên tiếng nói rằng thì là cái chương trình Obamacare không đúng lắm với hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà dù sao ấy, thì cái vấn đề y tế mà anh Nhân vừa mới nêu lên ấy, là một cái vấn đề hết sức quan trọng đối với người dân Hoa Kỳ. Mà nếu mà cái Obamacare trong những cái trường hợp tới sang năm ấy, mà bị bãi bỏ đi, thì người ta cũng muốn biết rằng thì là ông Trump có một chương trình nào thay thế cho cái Obamacare không? Là bởi vì cho đến bây giờ chưa bao giờ người ta thấy rằng Đảng Cộng Hòa hay là ông Trump đưa ra một cái chương trình gọi là y tế khả dĩ có thể thay được cái Obamacare. Và đấy là cái vấn đề mà rất hết sức quan hệ trong những cái năm tới, là bởi vì Đảng Dân Chủ trong những năm tới giữ được cái đa số tại Hạ viện, chắc chắn là họ sẽ sử dụng cái đa số đó để mà đặt vấn đề y tế đối với ông Trump. Khi mà chúng ta nói ông Trump hứa là ông làm, cái vấn đề cái hàng rào của cái biên giới của Mỹ và lại Mexico đó, ông có làm được hay không, và đã hiện nay nó như thế nào rồi vậy thưa ông? Về những cái lời hứa của ông Trump ấy, thì chúng ta phải cho ghi nhận một điểm
là ông giữ lời hứa, mặc dù rằng là những cái lời hứa đó có thể nói rằng thì là quá xa mà chưa ai nghĩ có thể giải quyết được. Thì anh có đề cập tới vấn đề di trú và vấn đề bức tường mà ông ấy muốn làm dọc theo cái biên giới với Mexico. Thì như mọi người đã biết, lúc đầu thì ông nói rằng thì ông ấy sẽ làm bức tường mà ông sẽ bắt Mexico trả tiền. Thế nhưng mà dĩ nhiên Mexico đời nào ông trả tiền. Mà cho đến mãi gần đây, cách đây vào khoảng một tuần hay hai tuần ấy, ông ấy vẫn tiếp tục ông giữ cái lời hứa đó. Thì ông ấy yêu cầu quốc hội mà có thể nói rằng ghi vào ngân sách trong năm tới một ngân khoản là 5 tỷ để mà làm bức tường đó. Trong khi Đảng Dân Chủ và có lẽ cả nhiều người trong Đảng Cộng Hòa này chỉ đồng ý với ông ấy rằng thì là Hoa Kỳ chỉ có thể mà nghĩa là dành một cái ngân khoản là 1 tỷ 500 triệu cho cái vấn đề bức tường. Thế thì cách đây một tuần ấy, ông có lên tiếng trong một cái buổi họp giữa ông ấy với hai cái người trong Đảng Dân Chủ là bà Nancy Pelosi và ông đa thiểu số Thượng Viện, ông Schumer. Thì sự thực ra ông ấy găng lắm. Ông ấy bảo rằng nếu mà không cho ông ấy 5 tỷ thì ông ấy sẽ đóng cửa chính phủ lại. Thế mà cho đến ngày hôm nay, tức là 2-3 ngày trước khi mà lễ Giáng sinh, cũng chưa có triệu chứng nào. Mà nghe chừng rằng thì là ông ấy có lẽ ông ấy phải lui trong vấn đề đó. Bởi vì rằng phát ngôn viên của Tà Bạch ông nói rằng thì là sẽ tìm những cách khác để kiếm ra số tiền 5 tỷ để mà xây dựng cái bức tường. Nghĩa là cái vấn đề đó sẽ còn kéo dài trong năm tới, là bởi vì Đảng Dân Chủ là cái đảng mà gọi là có đa số tại Hạ Viện và họ sẽ cố gắng bằng đủ mọi cách để mà họ chống lại cái vấn đề mà gọi là làm cái bức tường, bởi vì họ cho rằng thì là cái vấn đề đó là cái vấn đề mà đại đa số dư luận của nước Mỹ không đồng ý. Lời hứa của ông Trump ấy, thì như tôi vừa trình bày là cái vấn đề TPP đó, thì ông ấy tuyên bố ông bỏ đi rồi. Còn những có một cái lời tuyên bố khác nữa là ông ấy nói rằng thì là để cái vấn đề Obamacare tôi đã đề cập tới rồi. Còn một cái vấn đề là hạ từng cơ sở nữa, infrastructure đó. Ông ấy nói cũng phải, nước Mỹ cũng phải bỏ ra một số tiền lớn cả hàng tỷ để mà có thể nói rằng để mà cho mọi người trông nom làm cái việc sửa lại cầu cống đường xá của nước Mỹ mà đã bị hư hỏng đi nhiều chỗ, mà người ta gọi là những cái vấn đề gọi là hạ tầng cơ sở infrastructure của Hoa Kỳ. Thì đấy là tôi trả lời về cái vấn đề một vài cái lời mà hứa của ông Trump. Thì ông có giữ lời hứa thật, mặc dù có làm được hay không thì lại là một vấn đề khác. Yeah.